Từ khi mà có thông tin đóng cửa một cái thì tôi Hiếu với cả Trời Piu thì cũng đéo nhắn tin với nhau. Ừ, bọn tôi cảm thấy là kiểu chơi với nhau phong thủy nó đéo hợp nữa hay sao ấy. Nên là tạm thời bọn tôi nghỉ chơi nhau một thời gian, đến khi nào mà dịch nó vãn vãn lại rồi thì bọn tôi lại chơi lại với nhau, xong rồi lại mở tiếp các bạn nhé. Lúc ấy các bạn qua ủng hộ một cái. Anh ơi ship cho em một đĩa cơm tấm. Ui rồi. Các bạn đừng nhắc đến vụ cơm tấm nữa không? Quán cơm tôi đóng cửa rồi các ông ạ. Ừ, khổ đéo chịu được. Nó tình hình dịch căng quá. Cho nên là bây giờ theo cái chỉ đạo công tác phòng chống dịch thì thôi tốt nhất là nên đóng cửa lại các bạn ạ, để tránh cái tình trạng kiểu đông người quá, giãn cách các thứ nó cũng nhiều vấn đề. Nên là tạm thời bọn tôi đóng cửa vào mấy hôm các bạn nhé. Thì khi nào có thông báo mở lại thì tôi báo với cả các bạn sau. Trước cái hôm mở quán cơm tấm ấy thì bọn tôi có ngồi họp với nhau. Và sau khi đưa ra rất nhiều phương án với cả là phân tích thị trường này nọ thì có hai thứ mà bọn tôi sẽ phải quyết định. Một là đóng quán cơm tấm mới đến hết tháng để xem tình hình dịch, nó dịch như thế nào. Hai là bọn tôi mở ra, tại vì cái chi phí mặt bằng với cả cái chi phí nhân công rồi các thứ nó nhiều quá rồi và bọn tôi không thể cứ gánh mãi như thế được. Thực ra là các bạn chỉ mới biết được là quán cơm tấm bọn tôi mới mở được có mấy ngày thôi, nhưng mà cách đấy khoảng 2 tháng. Từ cuối tháng 4 là bọn tôi bắt đầu chốt mặt bằng và bắt đầu sửa sang rồi, bắt đầu training nhân viên rồi là đào tạo tìm bếp rồi là mua thiết bị rồi các thứ rồi. Số tiền nó không phải là nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề là cái hồi đấy dịch nó không như bây giờ. 2 tháng trước với cả 2 tháng bây giờ vậy, các bạn nhìn Sài Gòn xem nó khác hẳn vậy luôn ấy. Thế là sau khi mà bọn tôi họp với nhau xong, bàn hết phương án xong thì bọn tôi chốt là như thế này. Nếu như mà cứ để như thế này mãi thì Sài Gòn dịch nó vẫn còn lên và chắc là được phải 1-2 tháng nó mới hết. Còn cơ sở người ta vẫn kinh doanh bình thường thôi thì mình cứ mở đi, theo bọn tôi chốt mở. Mở xong cái được 2 ngày đóng lại cửa luôn. Không biết nói gì cả. Nếu như mà bọn tôi giữ lại thêm 2 ngày nữa hay là 3 ngày nữa hay 4 ngày nữa thôi để xem cái tình hình dịch nó như thế nào rồi hãy mở ấy, thì có lẽ là nó không không đến mức như thế này rồi. Và bây giờ khi bọn tôi mở ra rồi thì coi như là toang, như biết làm nhào bây giờ. Loki nhá, thôi thì cứ đóng mà thôi. Tôi thằng Hiếu với cả thằng Piu cũng xác định ngay từ đầu rồi, từ khi mà bọn tôi mới bắt đầu khởi nghiệp làm kinh doanh, làm đồ ăn. Hiếu thì nó cũng có một tí kinh nghiệm, tại vì gia đình Hiếu thì truyền thống là kinh doanh từ ngày xưa. Còn Piu thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm kế toán. Ừ, nó ngày xưa học kế toán ở bên Úc về mà các bạn. Xong rồi tôi thì cũng kiểu có kinh nghiệm bán đồ ăn khô, đồ ăn vặt linh tinh linh tinh. Thế là bọn tôi quyết định làm cái gì lớn lớn. Mà lớn hay nhỏ thì nó đéo quan trọng. Cái quan trọng là anh em huynh đệ, hiểu không? Sống chết có số, phú quý giao trời. Anh em tôi nắm tay nhau để cùng làm nên một cái thương hiệu gì đấy. Và tôi quyết định là khởi nghiệp thành công, hiểu không? Nhưng mà đéo. Do dịch Covid nên là mẹ mày bọn tôi thất bại rồi các bạn ạ. Ừ, tôi đéo biết được là bao giờ quán cơm nó mới mở lại. Thì từ khi mà bắt đầu làm thì bọn tôi cũng xác định luôn là nếu cái trường hợp xấu nhất là anh em mình đéo được ai ủng hộ, nếu anh em mình bị thằng khác chơi đều, nếu như có một cái lý do bất khả kháng nào xảy ra mà anh em mình thất bát, mà anh em mình sa cơ lỡ vận, mà anh em mình lỗ, mà anh em mình không thua được một đồng vốn nào, nếu như anh em mình mất hết tiền thì sẽ chịu, coi như là đen và ba thằng sẽ chết chung với nhau, ít nhất là có thằng để nhìn nhau mà cười. Thế thôi, thế là vui rồi. Đéo phải bọn tôi nhiều tiền đâu các bạn. Mẹ mày đói vãi đái ra. Nhưng mà tại vì tình hình chung là tình hình nó như thế các bạn. Thế mới khổ. Bọn tôi ngu là tôi chọn sai thời điểm không ạ? Thôi. Thì biết đâu sắp tới dịch nó đỡ đỡ rồi quán cơm mà tôi mở lại thì thôi, công lại qua ủng hộ vậy. Lúc mà mở thì tôi thông báo sau các bạn nhé. Cảm hiếp béo nhá. Cảm ơn em nhiều. Thank you em. Hai ngày hoàn được vốn á, ui rồi ôi, đông như các ông nghĩ đấy. Ngày đầu tiên khi khai trương bọn tôi bán đâu được 50 mấy suất ấy. 50 mấy suất chứ đéo phải là 50 mấy khách hàng nhé các bạn. Ừ, ngày thứ hai thì nó khá một tí, tại vì do hiệu ứng truyền thông với cả mọi người làm review, reaction các thứ. Thì bắt đầu lên được đâu 70 mấy đơn ấy, tôi cũng không nhớ lắm, khoảng khoảng đấy. Ừ, thì tính ra cái nếu như mà theo cái lượng khách như thế thì bọn tôi cũng đéo lỗ đâu. Một tháng chắc cũng phải lãi ra được khoảng 4-5 triệu, chia 3 thằng thì mỗi thằng được khoảng 1-3 triệu 4. Hôm trước bọn tôi vừa ngồi tính với nhau xong thì nói chung cũng vui, có đồng ra đồng vào. Nhưng mà tại vì bây giờ thì thôi, đéo có đồng ra đồng vào luôn các bạn. Giờ ngồi nhìn nhau mà cười, đéo biết nói gì. Từ khi mà có thông tin đóng cửa một cái thì tôi Hiếu với cả Piu thì cũng đéo nhắn tin với nhau. Ừ, bọn tôi cảm thấy là kiểu chơi với nhau phong thủy nó đéo hợp nữa hay sao ấy. Nên là
tạm thời bọn tôi nghỉ chơi nhau một thời gian, đến khi nào mà dịch nó vãn vãn lại rồi thì bọn tôi lại chơi lại với nhau, xong rồi lại mở tiếp các bạn nhá. Lúc ấy các bạn qua ủng hộ một cái.